Nam đang ngồi nhớ lại bài học của cô giáo về ảnh hưởng của lũ và tưởng tượng khu vực nhà mình bị lũ lụt. Nhà mình cần phải dự trữ lương thực, thực phẩm, nhưng mình không nhớ là phải đủ dùng tối thiểu trong bao nhiêu ngày. Em hãy giúp bạn chọn đáp án đúng